Đây còn con K700 mà con. Siêu đẹp. Siêu đẹp luôn nha, hàng giờ bây giờ là hàng này là hàng hiếm rồi đó. Nó ngưng nhập thời gian rồi. Xin bìa luôn nè. Con này nhức nách luôn á. Thấy không? Tay cầm còn nước xi gin luôn nè. Mới nữa ha. Bà con xếp xài nhiều, bà con coi cái này nè. Nếu cái này mòn nhiều là xài nhiều nè. Cái này giật lên giật xuống nó mòn á, nào. Nếu cái này mòn nhiều là xài nhiều mà con nhá. Đó, rồi vậy thôi. Còn ở ngoài nó xét kệ nó tại để mưa nắng. Nhưng con này thì quá tuyệt rồi. Ôi cái lưỡi nè. Cao 300 mà con siêu đẹp luôn nè, nóc pin luôn nha, nước sơn còn xanh dần nè. Bây giờ mà kiếm được con này cũng hơi bị hiếm á. À, cái tay thắng còn bây giờ cái nóc luôn nè. Thấy không? Chưa chùi đó nha, chùi đẹp cái nào nữa. Nè, khóc khác còn đẹp. K700 thì 6 số tới và 2 số ve, 2 số sới rồi, khỏi nói rồi, ai cũng biết rồi. Xên bìa 18 lưỡi luôn nha. Đây xên bìa là vậy đây. Bánh lái đẹp. Bánh thun đẹp luôn. Bánh thun là 6-12, còn đẹp chưa nứt bể luôn. Đúng rồi. Cái con này mà con xài biết chừng nào. Hàng Nhật thì hàng nào cũng bền. Quan trọng là Nhật ít xài thì mình xài được nhiều hơn thôi, đơn giản. À nhớ cái này. Ủa tay xi đầu trâu kéo nó còn cái nóc luôn nè, đẹp không? Xi đẹp không? Con này chưa chùi rửa nha. K700 xin bìa. Cốt là con lên cốt bổng, cốt đặc tì hay là lên đùi tì. Dễ lắm. Siêu đẹp nha.